Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 78 trong sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài: sau khi thực hành ở nhóm, em hãy chú thích vào các chữ số ở hình 23.3b. Hình 23.3b là cấu tạo cơ quan tiêu hóa của tôm. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nhớ lại lý thuyết bài 23 thực hành mổ và quan sát tôm sông trong sách giáo khoa sinh học 7 trang 77. Cơ quan tiêu hóa của tôm có đặc điểm là thực quản ngắn, miệng kế ngay dạ dày thuôn về phía sau, có màu tối. Hai bên phần sau dạ dày là tuyến gan có màu vàng nhạt. Ruột tôm màu hồng thẫm, rất mảnh và đổ thẳng ra hậu môn ở dưới đuôi tôm. Chúng ta cùng chú thích cho hình 23.3b. Số 3 là dạ dày. Số 4 là tuyến gan. Số 6 là ruột. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1 trang 78 trong sách giáo khoa sinh học 7.